Rồi xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đây một sản phẩm, đó chính là máy đo độ pH các bạn. Mình trên đây mình vẫn mua là của anh Shopee, giao hàng nhanh Enmon Shop đó, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Máy đo độ pH nước thì những các bạn nào mà hay chăn nuôi thủy sản này nọ thì các bạn nên đo độ pH nước, để từ đó thì chúng ta có thể là điều chỉnh cái độ pH trong nước. Nếu mà như độ pH cao quá, kiềm quá hay chua quá thì nó dễ ảnh hưởng đến cái sức sống của vật nuôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Rồi đây mình mở cho bạn xem đây. Máy đo độ pH nước thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn cắm vô các bạn đo đây. Tại nhà mình nuôi ốc các bạn, nuôi ốc bu á. Rồi mình cũng đo độ pH nước, tại ốc thì nó chỉ sống theo một cái độ pH nhất định là từ khoảng 6,8 cho đến 7,8 thôi. Đó thì các bạn cắm vô bạn đo ong ốc đó. Đây có pin như đó. Đó, nó lên nữa các bạn. Cái đầu này á là cái đầu mà các bạn múc một miếng nước lên á. Một cái ly nước lên như nè, múc một cái ly nước lên bạn cắm thẳng vô, mà sau đó bạn đợi cái độ pH là nó ghi bao nhiêu đó. Rồi xong. Đây cũng gì ta? Con là quay bình thường đó. Đó, để độ pH. Có nhiều máy đo độ pH lắm, có loại mắc loại rẻ, mình mua loại này vừa được rồi các bạn. Mua chi mắc quá. Đó. Rồi. Cái này hướng dẫn cách sử dụng. Đó. Rồi. Cái này là cái gì ta? Cái này giống như là cái như cái thuốc thử hay gì các bạn. Đó. Hai bịch nữa. Rồi, giá tiền hình như nãy là nhiêu của người ta? Giá tiền mình coi lại coi. Giá tiền là 100 mình tính luôn tiền xíu là 118.000 các bạn. Cái này cái tiền ấy như 110 hay 115.000 gì đó bịch này. Rồi, quá ok. Bữa nào thì mình sẽ lấy độ pH của nước mình test thử cho các bạn xem trong cái video sau. Rồi, này bạn cài vô áo bạn đo. Mình cắm vô mình đo. Rồi sau đó mình đo xong rồi mình cắm lại. Đo độ pH nước. Rồi xong đó thì mà không sử dụng thì mình tắt thôi. Rồi. Bye bye các bạn.